xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube này nha. Hôm nay thì mình sẽ quay toàn cảnh trục vớt chiếc tàu cá đi chìm trên biển cho mọi người xem đây. Đây thì mấy anh đang cái quá trình là buộc dây vô để chuẩn bị lôi đi nha các bạn. Bên đây là chiếc tàu kéo huyền thoại, mình còn kêu là chiếc tàu kéo rùa này. Đó, bên kia thì mấy anh chuẩn bị kéo ha. Đây thì chiếc này nghe nói là bị phá nước chìm nha các bạn. Trước đây thì sẽ mời tất cả các bạn mọi người cùng xem cái pha gịch kéo ha. Bây giờ thì mình đã bọc đứt dây rồi đó các bạn. Đây bây giờ thì anh bên dưới ảnh buộc cáp đi nha các bạn. Thì chút ở đây thì các bạn hãy cùng xem ha. Đó, anh trên kia kìa, buộc vô cái vỏ xe đó. Trên kia rất là đông. Đây, anh này anh buộc cái nối liền cái cổng cáp lòn đít với lại là cái chiếc ghe bên này. Chỉ có cách này thì lôi nó mới cảm thấy chiếc ghe nó mới nhẹ nhàng đỡ thôi. Đó, bây giờ mấy anh trên kia giặt cái chuyền dây xuống nữa kìa. Rồi vô tâm, lỗ qua đây lên đây nè. Nói gì trắng đó hả? Anh tới rồi, cá mình còn hai nè. Đâu, cứ giọng chẹt con chết hiểu không? Cứ thẳng dây cứ giọng. Cứ từ từ. Bây giờ thì tiếp tục là mấy anh sẽ lấy dây. Lấy dây đưa cho tàu kéo. Tàu kéo mới lôi, rồi chiếc bên đó cũng lôi theo luôn. Rồi có một cái ba lan để chụp vô bờ nữa các bạn. Chịu vô cây vô bờ. Đây giờ tiếp tục là mấy anh bên kia sẽ chuẩn bị nấu dây chậu ngoài đồ cho chắc chắn ha. Gọi đặng thâu. Gọi đặng rút đi. Ôi. Rút mạnh lại tới môi đằng này luôn đây được không? Bên kia tàu kéo buộc vô luôn. Chút nữa đây thì các bạn cùng xem cái pha lôi dắt đi nè. Bên đây thì sẽ cút. Dịch. Rồi nữa là cái bãi chiến trường này dẹp mệt lắm nha. Nước đang lớn các bạn. Thấy không? Nước lớn rồi đó. Lớn dữ dằn lắm chứ không phải gì đâu. Xa đó nha.
dây neo. Rồi bên kia không lên nước luôn rồi. Máy bên kia, cái máy bên chiếc tàu cá là không lên nước các bạn, chỉ bên chiếc này nè. Buộc dây lại, buộc dây lại. Giọng nó con đây nè, là con bạo với đây mạnh đó. Đây giờ buộc động rồi ha. Vô lỗ lùn nha, mai vô lỗ lùn. Nó ra nước hả? Vậy bây giờ thì tiếp tục nha các bạn. Bây giờ thì mặt trời đã xuống núi rồi. Kia sẽ lôi ha. Đây sau khi một hồi thì tàu cá vẫn chưa đi được nha các bạn. Hãy lăn lộn một vòng giờ cũng vẫn còn nằm im đó luôn. Giờ mấy em cũng tối hết trơn rồi. Quá giật kìa. Chắc dùng dùng tới cái chiêu hồi nãy nữa quá. Dùng tới mấy tài nữa rồi. Đây bây giờ thì anh này anh sẽ dùng tới biện pháp bên đây ha, tức là anh sẽ lôi lôi 3-4 thứ luôn các bạn. Lớp nào cái chiếc này móc lôi, rồi chiếc tàu kéo, rồi thêm một chiếc đó, rồi thêm một chiếc đó nữa. Quá chữ. Rồi ông hai này ông ở đâu đây vậy? Bây giờ thì tiếp tục lôi nữa nha. Lớp nào cu min ấy lộn, lớp nào xe cuốc, lớp nào tàu kéo, lớp nào tàu cá ha, để mà la dắt cái chiếc bự khổng lồ này đi nè. Nó bự khổng lồ thì không khổng lồ mấy nhưng mà nó rất là nặng sát nha. Bây giờ nè, bây giờ thì chiếc xe cuốc sẽ dẫn đầu. Rối hết trơn là địa hình này. Chạy đi. Rồi chạy đi.
Ê, đã xích đẳng cho phía anh Đảo, nghe cái tiếng hino cho đã. Một giây thêm ha. Đúng rồi đó. Đây bên kia thì thêm dây nữa nha các bạn. Đó, đem dây qua thêm. Bây giờ thì ba thứ kết hợp với nhau vòng đi. Lôi cái chiếc bị chìm này vô rất là khó nha các bạn. Thì bây giờ thì giờ này nhưng mà vẫn còn nối dây để chuẩn bị lôi nha các bạn. Đó, cái tàu nhỏ bên kia. Đã còn 2 vòng kiểu lại. Tối rồi không biết có quay được hết cái nội dung này cho mọi người xem không. Chiếc cần kia còn nằm trên đỉnh đó kìa. Hy vọng là sẽ vô được trong đêm nay. Đó, cọng dây khá là to ha. Đây mình phải đi trên cái chiếc cỡ lò thế này đây các bạn, rất là trữ tình và quê hương luôn nha. Đó, bây giờ thì tiếp tục nha các bạn, hy vọng là mình sẽ sập đi lòng lạch là sẽ kết thúc video rồi, tại vì trời cũng sập tối rồi, đuối rồi, mấy anh em này cũng chua miệng hết trơn rồi, không phải chơi đâu. Đó, mấy anh bên kia giờ cũng đang quay tài rồi vô. Bây giờ thì tiếp tục nha, gạch dữ rồi, vẫn là màn hai cánh ta tập không biết bao nhiêu. Quá cộng bây giờ thì chiếc xe cứu đằng kia cũng hết công sức nha các bạn. Chứ biết làm sao bây giờ.
thoát cho chiếc tàu bị chìm. Thấy nó không nhúc nhích gì luôn các bạn. Chậm chậm với anh Đảo, chậm
ok luôn á. Bật đèn led lên quay cho mọi người xem nè. Ủa phụ phụ rồi má ơi, cái phụ hôm nay của mình nó xíu kêu à. Liều mình luôn. Cái này là chơi đêm không à. Hình ảnh có thể là hơi bị mờ mờ, các bạn thông cảm nha. Tại vì giờ này là thiếu sáng rồi. Vô lòng lạch là khỏe rồi liền không? Đập vô phái màu là đồ kéo vô vô rồi. Bây giờ thì đã sập tối rồi các bạn. Thì chắc có lẽ cái video mình sẽ tạm dừng đây nha. Từ cái màu đen nó chuyển qua màu xanh luôn thì các bạn hiểu rồi đó nè. Rồi tới rồi. Rồi mấy anh bây giờ chỉ còn cách là neo đậu nó thôi là ok.